Đầu tiên như Hiếu cũng đã chia sẻ với các bạn, nếu như chúng ta không biết một cái chuyện gì đó, chúng ta sẽ lên Google và tìm hiểu nhé các bạn nhé. Hiếu sẽ lên Google đây. Hiếu sẽ vào Google. Hiếu sẽ đánh chữ magazine. Elements. Bạn ha, enter. Tạo vào hình ảnh. Chúng ta nhấn vào đây một cái, nhấn vào đây một cái. Rồi ok, nó ra những cái quả như thế này. À, thì ra có những cái thông tin như thế này mà mình không biết. Có những thông tin như thế này không biết ha. Rồi ok, mình sẽ vào đây chứ. Cho các bạn coi thử hay đã lưu về rồi. Có rất là nhiều elements ở trong một tờ tạp chí các bạn ha. Mình sẽ giải thích từng cái. Đầu tiên đó là running head. Running head là gì? Tựa của một cái mục báo. Chẳng hạn như mục này là một cô gái đẹp này, mục beauty, mục khỏe, mục sport. Mục khác là mục phim, mục movies, mục du lịch, mục travel, thì để running head cho cái đề mục đó. Thứ hai đó là phần headline của chúng ta. Headline ha, chúng ta sẽ có element of a page. Headline: quả đẹp chào mùa xuân, những môn thể thao mạo hiểm. Thì headline là gì? Là gì các em? Là cái phần tựa của cái bài ha, chúng ta ha. Thứ ba đó là phần credit. Credit là gì? Credit là text nè, Nicola gì Mineta là photo, screenshot. Được viết bởi ai? Được chụp hình bởi ai? Credit ha, là phần tên tác giả. Thứ ba, thứ tư đó là phần intro, phần kicker. Phần intro kicker ha, đây là phần gì? Phần giới thiệu của một cái tờ báo, một cái bài báo đầu tiên khi mà vô người ta giới thiệu ha. Thì những ai á, mà học làm báo chí người ta sẽ phải có biết cái này ha. Khi mùa đông tới, làn da thường dễ bị khô ráp và rạn da. Trong khi đó là có rất nhiều thảo dược làm từ thiên nhiên có thể chống nắng da này kia. Trong bài báo này chúng ta tìm hiểu về mục này nhé, phần intro và kicker ha. Tiếp theo đó là phần image, hình cô gái ha, và sẽ có cái gì, image caption các bạn ha. Đây tên của cô gái nè, hoặc là tên của loại bông hoa cúc được sử dụng để chữa bệnh rạn da nha các bạn ha. Rồi ok, rồi phần tiếp theo chúng ta tìm hiểu là phần dưới của chúng ta ha. Chúng ta xong phần đầu rồi. Đầu tiên, cái đầu tiên chúng ta sẽ lưu ý đến phần body copy. Body copy các bạn nha. Ha, body copy là phần nội dung. Phần nội dung của chúng ta, Hiếu xin nhắc lại các bạn, phần nội dung của chúng ta phông chữ chỉ được ở từ 10 cho tới 11 thôi các bạn nha. Từ 10 cho tới 11, không được to hơn. Nhỏ hơn 9 thì có thể được, nhưng không được quá 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 nhỏ hơn 9. Tại vì rất nhỏ. 10 và 11 là lý tưởng ha. Và 10 là lý tưởng nhất. Đó các bạn ha. Body copy. Và thường là body copy của các hãng báo á, thường là phông chữ serif các bạn, phông chữ có chân nha. Rồi, tiếp theo đó là phần gì? Phần subhead. Subhead này nè, bắt đầu từ đây, đây đây có ba cái subhead các bạn ha. Thì đây là cái gì? Phần tựa mục của cái nội dung đó. Chẳng hạn như là bài này viết về cách chữa rạn da ha. Subhead 1 nè, hoa cúc chữa rạn da nè. Đây đây. Subhead 2 nè, hoa học chữa rạn da. Rồi đây, subhead 3, hoa lại cũng chữa được rạn da. Rồi ok, hoa cúc, hoa hồng, hoa lại. Đây là ba subhead ha. Tiếp theo đó là phần pull khâu. Pull là kéo ra ha, kéo ra một cái đoạn nào hay nhất trong cái bài này, lôi ra ngoài đây. Ít ai biết rằng ngày xưa từ khi thái hậu đã sử dụng hoa cúc, hoa huệ và hoa loa kèn gì đó để chữa bệnh rạn da của bà ấy, bởi vì bà ấy đã sinh quá nhiều con cho vua ABC đó. À, thì đây là phần khuôn khâu kéo ra ha. Đây có phần dấu ngoặc kép để mà đánh dấu phần khuôn khâu của chúng ta. Tiếp theo đó là phần folio, phần footer của chúng ta gồm có số trang và tên tạp chí ha. Cuối cùng đó là phần byline. Byline của chúng ta, hình ảnh chứng minh tính chất minh họa, tên của nhân vật đã được thay đổi, không liên quan gì tới nhân vật ngoài đời. Đó là phần byline. Thì đây tất cả là những cái quy luật của một việc làm một tờ báo của chúng ta ha. Thì còn ngoài ra còn có những quy luật khác như là nội dung phải là chữ serif, subhead phải là chữ sans serif, size to hơn ha các bạn ha. Đây phần drop kép, phần chữ A phải drop kép xuống 3 dòng. Cái phần intro kicker này phải là chữ như thế nào, chữ serif ha, in nghiêng hoặc là in như thế nào đó, có size to hơn. Đây phần credit nè phải là chữ sans serif ha, và phần headline phải là chữ serif ha. Thì make caption cũng sans serif mà các bạn ha. Đây phần gì, full color cũng phải là chữ serif ha, và phải in nghiêng, bắt buộc phải in nghiêng nha các bạn. Byline lại là chữ serif, lại là chữ sans serif.
có rất là nhiều cái quy luật trong tờ báo này. Khi mà các bạn vào là một trong một tờ tạp chí thì các bạn phải tuân thủ cái quy luật của tờ tạp chí đó, để cho cái tờ tạp chí 100 trang, mấy trăm trang của ta được thống nhất. Và nếu như là cái tạp chí này do các bạn đề ra thì các bạn cũng phải có những quy định dành cho nó. Và Hiếu sẽ kiểm tra rất là kỹ về cái phần quy định này của các bạn để cho nó thống nhất từ đầu đến cuối một tờ báo các bạn ha. Đó là phần nội dung. Tiếp theo đó là phần cover. Phần cover của chúng ta Hiếu lấy của tờ tạp chí Cosmopolitan này đây. Đầu tiên đó là phần masthead. Chúng ta thường gọi là masthead ha, masthead ha. Tên của tạp chí Cosmopolitan, người thành thị ha. Phần deadline ha. Ha, phát hành vào tháng 12 năm 2014. Phần main image, người mẫu bìa ha. Hình mẫu chính ha. Model credit nè, tên người mẫu nè. Naomi Campbell là Tara Banks nè ha. Cindy Crawford nè. Phần cover line, tựa bài ha. Cover line, những cái tựa nào hay nhất trong cái tờ tạp chí chúng ta lôi ra các bạn ha. Rồi, chúng ta có main cover line nữa. Phần bài đinh của cái tờ tạp chí này nè, phỏng vấn như cái cô này, lôi nó ra ha. Rồi, ok. Phần letter này là 1/3 ha. Rất là tài tình luôn, người ta sẽ canh hết rồi. Phần barcode đây, ai đi siêu thị, ấn vô cái này, quét cái bạch rồi xong. Cuối cùng là phần sale link line ha. À, cơ quan chủ quản ha. À, nhà xuất bản mới thông tin, nhà xuất bản quân đội, tổng cục du lịch hay là tạp chí của Fashion này kia. Thì đây là những cái phần mà quy định của phần bìa của tạp chí. Thì chúng ta bắt buộc phải tuân thủ theo hết tất cả những quy luật này thì tờ báo chúng ta mới gọi được là một tờ báo được. Hiếu xin kết thúc bài học của chúng ta tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hằng Á chào tạm biệt. Thank you for watching.